Hôm nay bầu trời Texas mưa tầm tã luôn. Bây giờ là 11:45 ngày 11 tháng 4 tại thành phố Garland. Trời mưa tầm tã luôn, chuẩn bị mưa lớn. Sấm chớp không? Nhưng phải rất là nặng nè, tại cái hạt rất là lớn. Đây là cái bưu điện. Hôm nay mình đi giao đồ, chứ còn đi gửi đồ. Âm u rồi đó, chuẩn bị mưa lớn lắm. Bưu điện hôm nay thứ bảy nó mở cửa tới 12 giờ. Bây giờ là 11:45. Lo lần tới sau. Nước Mỹ ngày 11 tháng 4. Thứ bảy. Chuẩn bị lễ tạ ơn.